mở cửa cho sói. Dì con, mẹ đi ra đồng kiếm ít cỏ tươi và hết thức ăn rồi. Vậy mẹ cứ đi đi ạ. À, dì con ở nhà một mình có sao không? Mẹ đừng lo, con sẽ không sao đâu. Vậy mẹ đi nhé, chỉ một lát thôi. Ai gọi cửa cũng đừng mở nhé, nếu không thì con sói vào ăn thịt đó. Nhưng mẹ về thì làm sao con biết mà mở cửa? Lúc nào mẹ về, mẹ sẽ nói: con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Thế là con mở cửa cho mẹ. Vâng ạ. Vậy con của mẹ ngoan lắm. Con chó sói hung ác, mau đuổi cổ nó đi. Vậy là sắp có mùi ngon rồi. Ai đó? Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Là mẹ. Nhưng sao giọng mẹ lại ồm ồm vậy nhỉ? Mẹ đó hả? Sao hôm nay tiếng của mẹ ồm ồm thế? Mẹ ra đồng bị cảm gió nên khản tiếng đó. Mình phải thử mới được. Mỗi lần mẹ về vẫn thò chân vào khe cửa cơ mà. Chân mẹ thon thon, con nhìn là biết ngay. À, mẹ giảm phải gai, sưng bù lên. Thò vào khe cửa không vừa nữa. Con mở cửa cho mẹ vào. Thôi, anh sói ơi, chính anh rồi. Anh đi đi, kẻ mẹ tôi về hút anh cho vỡ bụng ra đó. Chân của anh đen xì thế kia kìa, ai còn lạ gì nữa? Miếng ngon ngay trước mặt, chẳng lẽ lại không làm được gì? Làm gì có con sói nào chân trắng thế này đâu. Con sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Đích thị là mẹ rồi. Nhưng mà mùi gì hôi thế nhỉ? Người mẹ thơm mùi sữa cơ mà. Là sói. Tay anh đen và nhọn, chẳng giống tay mẹ tôi đâu. Anh sói hung ác ơi, đi ngay đi, kể mẹ tôi về, mẹ tôi lại hút cho anh vỡ bụng đó. Sừng mẹ tôi nhọn lắm. Còn về ranh con. Chết, có người tới. Con sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Đúng là tiếng của mẹ rồi. Đúng là chân mẹ rồi. Đúng là tai mẹ rồi. Đúng là mùi của mẹ rồi. Mẹ mình thơm quá. Mẹ. Mẹ đã về rồi đây. Mẹ ơi, hôm nay sói đến đây, nó lừa là mẹ. Nhưng con đã không tin, con đuổi nó đi rồi. Ôi, thật thế sao? Con của mẹ giỏi quá. Chúng ta vào nhà ăn thôi. Con ma tốt bụng. Hôm nay thế nào? Tối nay có một ông già bị tớ dọa cho sợ quá tè cả ra quần đấy. Thế đã là gì? Tôi còn dọa được ba người cơ. Có thế mà cũng khoe. Các cậu chỉ làm được đến thế thôi hả? Lại là Gôn. Ai chẳng biết cậu có thứ quyền năng đặc biệt khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Thế còn các cậu? Các cậu có sợ tớ không? Ôi, tha cho bọn tớ đi Gôn. Chúng tớ biết cậu bản lĩnh rồi mà. Cậu đừng biến nữa. Có thế chứ. Ta mới là con ma đáng sợ nhất, hiểu chưa? Đúng, đúng thế. Chúng tớ biết mà. Lũ người dạo này bị mình dọa nhiều quá,
không dám ra đường hay sao mà không thấy một móng nào thế này. Kìa rồi. Chỉ là một thằng nhóc yếu đuối. Thế này thì chỉ cần nhìn thấy mình thôi là nó đã sợ chết khiếp rồi. Còn thú vị gì nữa. Thôi kệ, dù sao có cũng còn hơn không. Ôi! Biết ngay mà, chắc nó ngất rồi. Này, cậu ở đâu chui ra đấy? Hả? Nó không sợ mình sao? Ta là ma đây. Ma? Cậu là ma sao? Đúng, ta là ma đây. Có sợ không? Ma gì mà chẳng đáng sợ tẹo nào. Tại sao lại thế? Mình vốn là một con ma đáng sợ mà. Sao thằng nhóc này lại dửng dưng thế nhỉ? Tôi cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ. Cũng thú vị đấy. Thằng bé này đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà. Để xem mi còn thấy thú vị nữa không. Sao, đã thấy nỗi sợ khủng khiếp chưa? Hoan hô. Hoan hô. Biểu diễn hay lắm. Cái quái gì vậy? Thằng nhóc này không biết sợ sao? Không được, mình nhất định phải làm cho nó sợ. Hay quá, hay quá. Không thể thế được, thằng bé này. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Tại sao mình không thể làm nó sợ được chứ? Lâu lắm rồi tớ mới được vui vẻ như thế này. Cảm ơn cậu nhé, con ma tốt bụng. Cảm ơn tôi. Tốt bụng ư? Tôi không hiểu, tại sao cậu lại không sợ tôi? Trái lại cậu còn rất vui vẻ nữa. Cậu không biết tôi là ma sao? Chẳng phải trên đời này chết mới là điều đáng sợ nhất sao? Tôi sắp chết rồi. Cậu... Hôm trước tôi nghe mẹ nói chuyện với bố. Tôi mắc bệnh nan y gì đó. Ngày mai tôi sẽ phải phẫu thuật. Có lẽ tôi sẽ chết, nhưng họ giấu tôi không nói. Vì vậy đối với tôi bây giờ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Thật sự hôm nay gặp cậu tôi thấy vui lắm. Cậu rất đáng yêu. Tôi sợ lắm, tôi sợ chết lắm. Cậu... Thôi nào cậu nhóc, đừng khóc nữa. Tôi rất muốn được tiếp tục sống, được chơi với cậu nhiều hơn nữa. Tôi rất thích cậu. Không ngờ một con ma đáng sợ như mình lại có thể làm cho một cậu bé sắp chết vui vẻ đến thế. Cậu bé thật tội nghiệp. Liệu mình có nên làm thế không nhỉ? Đây là quyền năng đặc biệt mà ta ban cho con. Có nó, con có thể biến ra bất cứ hình thù gì con muốn, khiến ai ai khi gặp con cũng phải sợ hãi. Được, mình sẽ làm vậy. Đây là viên ngọc đặc biệt, nó sẽ khiến cậu có thêm sức mạnh để vượt qua mọi chuyện. Tôi tặng cậu nè. Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy khỏe mạnh thế này, không còn mệt mỏi tí nào nữa. Ngày mai chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp. Cậu chắc chắn sẽ sống và chúng ta sẽ lại chơi cùng nhau. Thật vậy sao? Tôi có phép thuật mà, cậu còn không tin tôi sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là một con ma tốt bụng và đáng yêu. Làm người khác vui, chẳng phải có ích hơn là làm người ta sợ sao? Cho dù mình đã mất đi quyền năng, không còn đáng sợ như trước nữa, nhưng mình lại cảm thấy rất hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc khó tả. Chuyện cười. Ôi, tự dưng thèm ốc quá. Hay bọn mình đi ăn ốc đi. Hay đó, đi luôn. Ơ, Lan, tụi này đang rủ nhau đi ăn ốc nè. Cậu đi cùng cho vui. Thôi, mọi người đi đi. Hôm nay mình không được khỏe. Từ hồi chia tay người yêu, trông cậu ấy lúc nào cũng như người mất hồn. Ừ, công việc của cậu ấy dạo này cũng hay bị kêu ca. Mà anh ta đã có người yêu mới rồi, cứ hành hạ bản thân thế làm gì chứ. Biết vậy, nhưng bao nhiêu người khuyên rồi có được đâu. Thank you.
50 năm nữa khi chúng ta già đi, anh vẫn sẽ cùng em đi dạo hàng ngày trên con đường này. Lỡ lúc ấy em không còn đi được vững nữa thì sao? Thì anh sẽ làm gậy cho em chống. Anh nhớ nha. Chào cháu, ông có thể ngồi đây cùng cháu được không? Vâng, được ạ. Ông cứ ngồi đây đi ạ. Vợ ông ngày trước hay đi cùng ông trong công viên này, cũng ngồi ở cái ghế này. Thật vậy ạ? Ừ, đúng vậy. Ông thường hay kể cho bà ấy nghe những câu chuyện cười. Bà ấy thường cười sặc sụa. Bà ấy bảo trên đời này ông là người kể chuyện cười hay nhất. Vậy sao bây giờ ông và bà ấy không đi dạo ở đây nữa? Bà ấy mất rồi. Cháu xin lỗi. Cháu có thích ta kể một câu chuyện cười không? Vâng ạ, ông kể đi ạ. Một chàng trai rất sợ ma mà phải đi qua một bãi tha ma. Chợt cậu trông thấy thấp thoáng trước mặt có bóng người. Cậu vội chạy đến nơi liên thoáng. May quá có bác đi cùng. Tôi vốn sợ ma. Ừ, cứ đi với tôi. Đừng sợ. Hồi còn sống tôi cũng sợ ma phải biết đó. Ừ, thế ạ? Hồi còn sống bác ma. Cháu thấy câu chuyện của ông có buồn cười không? Dạ có ạ. Vậy ông sẽ kể tiếp một câu chuyện cười nữa nha. Dạ. Một chàng trai rất sợ ma mà phải đi qua một bãi tha ma. Chợt cậu trông thấy thấp thoáng trước mặt có bóng người. Cậu vội chạy đến nơi liên thoáng. May quá có bác đi cùng. Tôi vốn sợ ma. Ừ, cứ đi với tôi. Đừng sợ. Hồi còn sống tôi cũng sợ ma phải biết đó. Ừ, thế ạ? Hồi còn sống bác ma. Cháu thấy chuyện cười của ông kể có buồn cười không nào? Có ạ. Nhưng ông ơi, chuyện này ông vừa kể lúc nãy rồi ạ. Nên nghe lại cháu không còn thấy buồn cười và bất ngờ như lúc đầu nữa. Ừ, đúng vậy. Một câu chuyện vui không thể làm chúng ta cười nhiều lần. Vậy tại sao chúng ta lại phải buồn mãi vì một chuyện không vui? Đúng không cháu? Hãy suy nghĩ về những gì ông nói và hãy vui vẻ lên cháu nhé. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.